Xong Hoàng Nhật Nội Địa xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em vừa về rất là nhiều các máy rửa bát các bác nhé. Trong đó có về được 30 con, 15 con na vòm, 15 con na vòm các bác nhé. Đấy, 15 con na vòm và 15 con SS5 và SS6. Đấy, hàng toàn bộ nguyên thùng bên Nhật về luôn, chưa động chạm, chưa vệ sinh gì. Đấy, na vòm rất là nhiều. Ở đây em đã vệ sinh bên ngoài, mới vệ sinh bên ngoài thôi, được 5 con na vòm này các bác này. Con này số 2 nhé. Đấy, các bác nào chốt con nào thì các bác liên hệ nhé. BM1 thì là giá là 39, BM2 thì là giá 4,2 triệu. Đấy, con này số 2 này. Đấy, máy rất là đẹp nhé. Này, máy con này đã vệ sinh phần vỏ thôi, còn vẫn chưa làm về phần nội thất. Nguyên xi luôn, chưa có động chạm gì cả. Đây, nội thất với nguyên xi nhé, coi nhé, chưa có vệ sinh. Máy hàng nguyên bụi Nhật vậy luôn đấy. Con này số 4 nhé. Con này rất đẹp này. Đấy, rất đẹp này, BME4 này. BME4 với cả BM2 thì nó là 4,2 triệu. Đấy. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Xin chào các bác.